Hôm qua, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều cùng các ngành chuyên môn kiểm tra tình hình sản xuất vụ lúa thu đông tại các xã Định Mỹ, Tây Phú, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Phú. Chùa thu đông huyện Thoại Sơn xuống giống trên 37.000 hecta, hiện lúa đang trong giai đoạn chín. Do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến triều cường dâng cao những ngày qua, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất vụ lúa thu đông. Qua kiểm tra thực tế, đoàn yêu cầu các địa phương phối hợp cùng ngành chuyên môn cần chủ động công tác phòng chống lũ triều cường, bảo vệ sản xuất lúa hoa màu trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra sửa chữa các cống, trạm bơm, đảm bảo chủ động điều tiết nước an toàn cho sản xuất, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cảnh báo thiên tai, kịp thời ứng phó với thời tiết diễn biến phức tạp, bảo đảm thu hoạch an toàn diện tích lúa.